Các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái hệ thống thu thập dữ liệu từ cái tàu ngầm này các bạn ha. Hiện tại máy tính này, đây là cái tàu ngầm các bạn ha, nó có cái cảm biến này các bạn ha, cái động cơ mà sao đó, các em biết là động cơ cái con vạc trước sau ha, là lúc nguồn đúng không? Đó, được tách là bật cái này mà ha, tôi đậu lên mà ha, đó ha. Anh nghĩ là từ trong này á, nó sẽ truyền tín hiệu ha các bạn ha, tín hiệu lô ra từ con này truyền qua này các bạn ha. Lô ra từ này truyền qua này này các bạn ha. Cái này nếu mà đưa lên này các bạn ha, nó đi liệu này các bạn thấy chưa? Đó, dữ liệu cảm biến các bạn thấy không? Đó ha. Hoặc có các bạn xem đó thấy chưa? Dữ liệu cảm biến đúng không? Nhiệt độ pH các bạn ha. Ok các bạn ha. Đó thấy chưa? Rồi ha. Đây cái bộ đây là remote, cái remote thì nó điều khiển qua không dây các bạn ha. Cái remote ở đây thì chúng ta sử dụng cái gì cho phần cái RF này. Ở đây là mình sử dụng là HC12 với 14 với 4 kênh các bạn ha. Bây giờ mình sẽ điều khiển bạn ha, thứ nhất là mình sẽ điều khiển cái gì, đây là trước sau bạn, động cơ cho cái cánh quạt sau chạy tới gì luôn này, thấy không? Đó, chạy tới này, đi luôn này các bạn ha, đây, lúc này thì nhấn này để nhấn này các bạn ha, về trái này, đó, thấy không? Rồi nhấn này các bạn ha, thấy không? Đó ha, đó, đây là cái biểu đồ bạn ha, đây là cái biểu đồ bạn ha. À, là biểu đồ của hệ thống này các bạn, nó tổng quan nó là các bạn ha, có nghĩa là gì, các người tổng quan của hệ thống này là gì, có nghĩa là gì, cái dữ liệu á, từ cái dữ liệu á, từ cái tàu ngầm nó sẽ gửi về cái con trung tâm, cái trung tâm này là nó sử dụng con nốt MCU các bạn ha, con nốt MCU kết hợp với sóng lô ra nó sẽ truyền dữ liệu lên cái máy SQL các bạn ha. Từ cái máy SQL này chúng ta mới sâu cái data, chúng ta mới sâu data lên các bạn ha, data là cái sân dưới này, đồng thời ta vẽ biểu đồ với cái hai cái line chart á, line chart này nó gọi là multi line chart, gọi là multi line chart, nghĩa là hôm nay là nhiều cái like các bạn ha, đó ha, tùy thích chúng ta cũng vẽ nhiều like tùy chúng ta các bạn ha. Đây là cái bộ điều khiển các bạn ha. Tùy về nguyên lý các bạn là gì, mình tắt lên nó đổ pin các bạn ha. Tùy nguyên lý là gì đây, ở dưới này là có mặt cầu, hai cái mặt cầu LH28N, một cái module HC05 OneStream, một cái module HC12, hai cái bo, hai cái bo LUNO, và một cái lô ra, một con RF ha, đó, với cái nguồn 12V các bạn ha. Nguồn 12V mình cấp trực tiếp vào hai cái L28 và đồng thời mình hạ áp xuống 9V dùng nguồn LM296 256 M296 để mình hạ áp 9V cấp vào hai cái bon Uno rồi bạn ha, cấp vào cái DC rồi bạn ha, đó là tổng quan hệ thống mà ha, đó đóng hộp rất là gọn các bạn ha, đây đó, lô ra cái sóng này các bạn ha, đóng gọn này ha. Nếu mà tuyệt vời nữa chúng ta sẽ cấp nó theo cái có pin nữa các bạn ha, thì tuyệt vời hơn các bạn ha, thì mình tiết kiệm chi phí cho nên mình chỉ làm như thế này thôi các bạn ha. Đó thì sau khi mà đã bất cứ chúng ta mà đưa cái dữ liệu vào cái database rồi chúng ta có thể rất là nhiều việc để làm các bạn ha, rồi ha. Đó là cái đề tài của mình, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo, xin chào.